Rồi thôi mình vô đi, mình làm sớm lắc chiều mình nghỉ sớm. Bởi vì tôi muốn dạy sớm lắc tôi kết thúc sớm, tôi đi về trễ là tôi bị kẹt xe nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ. Đôi khi nó trễ có 5-10 phút thôi mà phải kẹt cái chỗ đó cỡ chừng 45 phút. Rồi. Như vậy chúng ta thấy bắt đầu từ những năm 662, tức là gần chỉ có mấy chục năm sau thôi, mà với các cái giai đoạn này cái Hồi giáo nó phát triển cả cái vùng này, cả vùng này, và cũng từ đây bắt đầu xuất hiện cái mầm mống là phân hóa trong nội bộ. Và sự phân hóa đó nó tới cái cực điểm là sau khi cái nhóm này bị sát hại, đưa Ali lên. Ali lên không trị những cái người sát hại, mà Ali lên lại là còn nâng đỡ những cái người sát hại ông Uthman. Cho nên nhóm này họ mới hình thành một cái lực lượng số đông, thành cái phái Sunni. Họ giết ông này. Sau khi ông này mất thì ông con này lên, là Hussein lên. Hussein lên thì những người này tiếp tục là truy sát và giết luôn ông này. Và trở về cái thánh địa mà khi mà ông ngoại xuất hiện đó, ở thánh địa chỗ này, là đập phá tiêu diệt hết các cái di tích ở đây. Khi như vậy thì cái phái Sikh theo ông Hussein cũng như là ông Ali này cũng đâu có chịu thua. Họ mới hình thành lên cái lực lượng của họ. Và họ cũng tìm cách họ tiêu diệt lại, họ truy đuổi lại, họ trả thù. Họ mang quân sang bằng cái thánh địa Mecca, nơi mà cái phái Sunni bắt đầu là đông đô ở đây. Họ tiêu diệt sang bằng hết, tức là hai bên việc nhau. Giữa ngay gần cuối cái thế kỷ thứ 7 thôi, tức là khoảng năm 600 mấy mươi, đây 660 mấy cho tới 670, 680 thôi, là bắt đầu xuất hiện một cái sự phân hóa cực kỳ lớn đó. Hiện nay chúng ta thấy bắt đầu từ những thế kỷ thứ 7 nó xuất hiện và nó kéo dài cho tới bây giờ là 13 thế kỷ. Hơn 13 thế kỷ. Hai cái phái này luôn là thù địch và tìm mọi cách tiêu diệt lẫn nhau. Hiện nay Hồi giáo có thể nói là chiếm một cái số lượng là theo người ta đánh giá đó, là đạo Hồi hiện nay là chiếm một cái số lượng gần 1.5 tỷ cái tín đồ. Thì trong cái gần 1.5 tỷ tín đồ đó thì là cái phái chiếm đa số, cái phái chiếm đa số là phái Sunni. Người ta tính phái Sunni chiếm khoảng 80%. 80%. Và cái phái Sikh chiếm khoảng 20%. Hiện nay cái nước mà có thể nói là thủ lĩnh cho cái phái Sunni là Ả Rập Xê Út. Đây, Ả Rập Xê Út là thủ lĩnh của những cái dòng Sunni. Còn cái nước mà là thủ lĩnh của cái dòng Sikh là Iran. Hiện nay này, cho tới ngày bây giờ đó, Iran. Tới cái giai đoạn suy tàn.
giai đoạn suy tàn. Vào thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 19 thì cái đế quốc là Mông Cổ, là vùng này. Mông Cổ lúc đó là gồm có cái nội Mông là nó nằm tuốt trong này rồi nè, Mông Cổ này này là một cái đế chế hùng mạnh của Hồi giáo theo cái phái Sunni. Đặc biệt ở thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 13 thì cái đế chế này, thế kỷ 12 và 13, nó chiếm cả gần hết châu Âu. Chiếm cả gần hết châu Âu. Tức là thời của Thành Cát Tư Hãn. Thời của Thành Cát Tư Hãn. Tức là qua nước mình là ở cái thời kỳ của nhà Lý. Nhà Lý. Cho nên vào thế kỷ thứ 12, 13, từ Thành Cát Tư Hãn cho tới cháu nội của Thành Cát Tư Hãn đã phát triển một cái đế chế Hồi giáo chiếm gần hết nước Nga, chiếm xuống cả Ấn Độ. Chiếm qua cả Iran luôn. Iraq luôn. Và cái dòng đạo Sikh của khu vực này lúc đó gần như là bị cái đế chế này nó tiêu diệt luôn. Người ta tính rằng là trong giai đoạn này, khi mà cái đế chế Hồi giáo Mông Cổ đánh chiếm qua châu Âu, chiếm qua Ấn Độ, chiếm Iran, chiếm Iraq, đã giết hại hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo dòng Sikh từ thế kỷ thứ 12, 13. Sau đó họ phát triển qua các nước Trung Á, qua Trung Quốc. Thì đến đầu thế kỷ thứ 15, tức là thời kỳ nhà Minh của Trung Quốc, thì nhà Minh Trung Quốc mới diệt cái đế chế Mông Cổ và chiếm cái vùng này của Mông Cổ. Và giết cái hoàng đế Timur, tức là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Ông này ông vua Hồi giáo á. Nhưng mà cũng trong giai đoạn này chúng ta thấy là cái dòng Hồi giáo của cái Mông Cổ này, họ đi dòng qua Ấn Độ xuống đây, họ chiếm cả cái Indonesia dưới này, chiếm cả vùng này Indonesia, Malaysia, và cũng cái dòng này theo những cái thuyền buồm họ vô giữa Việt Nam, là cái chỗ Chiêm Thành đó. Cho nên giờ quý vị đi lên cái Bình Thuận, Ninh Thuận rồi đó, những cái tháp ở trên chỗ Bình Thuận, Ninh Thuận, Phan Rang rồi qua Nha Trang rồi đó, thì phần lớn đó là họ từ cái nền của cái Hồi giáo dòng Sunni. Và mặt khác chúng ta thấy cái đế quốc Ottoman cũng theo cái dòng Sunni. Họ phát triển từ cuối thế kỷ thứ 13 cho tới đầu thế kỷ thứ 20 cũng theo cái phái Sunni. Đế quốc Mông Cổ ở đây cũng Sunni, đế quốc Ottoman ở đây cũng theo phái Sunni. Cũng từ thế kỷ thứ 12, 13 thì cái đế chế Thổ Nhĩ Kỳ nè, 12, 13, 14 còn đây là 10, cũng 12, 13, 14 14 leo qua 15. Thí dụ như là cái đền Taj Mahal ở Ấn Độ đó, cái gì? Cái đền Taj Mahal đó,
là được xây dựng những thời kỳ của cái đế chế này đó, đế chế Mông Cổ đó. Những cái người Hồi giáo Sunni qua họ chiếm Ấn Độ đó. Và thế kỷ thứ 14, 15, cái đền Taj Mahal tôi nhớ như xây 1400 mấy. Đầu thế kỷ thứ 15. Thì đế chế Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ bắt đầu chiếm qua châu Âu, chiếm qua Albania, Kosovo, chiếm qua La Mã, Bulgaria. Họ xóa các cái đế quốc mà theo Kitô giáo từ giữa thế kỷ thứ 15. Nhưng mà họ lại chủ trương khoan dung cho Do Thái giáo. Khoan dung Do Thái giáo cũng nhẹ tay với Kitô giáo, nhưng mà tiêu diệt cái đạo Sikh, tức là Hồi giáo mà nhóm Sikh. Vì cái nhóm này, Ottoman này cũng theo Sunni. Vì đối với Kitô giáo với Do Thái giáo thì họ thuyết phục, nhưng mà đối với cái nhóm Hồi giáo Sikh thì họ tuyên chiến với một cái khẩu hiệu là thánh chiến với cái nhóm Hồi giáo Sikh, tức là giết thôi chứ không có chiêu dụ gì nữa, tiêu diệt giết. Và cái đế chế này ổng phát triển ra ở phía châu Phi, tức là phía này Ottoman bắt đầu phát triển ra phía này, lên trên này và phát triển ra nguyên cái phía này Ottoman, còn cái đế chế Mông Cổ nó phát triển xuống cái này. Chiếm qua Ai Cập, Bắc Phi, bán đảo Ả Rập, chiếm Vien Áo, chiếm Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc. Đó là từ những cái thế kỷ đó cho tới bắt đầu thế kỷ thứ 17. Thế kỷ 17. Thì quý vị nhớ cho, bắt đầu thế kỷ thứ 18 thì cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần một. Tôi không nhớ cái năm, dường như đầu thế kỷ thứ 18. Tức là năm 1700 mấy, tôi quên rồi. 1700 mấy á. Cách mạng khoa học kỹ thuật từng như thứ nhất, nó đi liền với cái gì? Cái máy hơi nước. Máy hơi nước, cái động cơ hơi nước. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhì, nó đi với cái gì? Đây là lần một. Lần hai, nó xuất hiện cái gì? Điện. Dầu. Rồi cái lần ba, là công nghệ, kỹ thuật. Và hiện nay là lần bốn. Là thông tin kỹ thuật số. Kỹ thuật số. Thì quý vị nhớ cho cái chỗ lần thứ nhất, cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất xuất hiện từ đâu? Xuất hiện từ cái khu vực Tây Âu và Bắc Âu, vực này. Thì khi cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất phát triển lên, thì các cái nước mà Hồi giáo đánh chưa tới đến này, thì có Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, nước này, cái cụm này. Hồi giáo
chưa lên tới đây, Hồi giáo lên tới áo rồi, qua phần Đức rồi. Thì những nước này họ tận dụng cái sự phát triển học thuật đó để họ phát triển kinh tế, tức là họ chế tạo ra cái máy, cái động cơ bằng hơi nước, tức là họ đốt lửa, cái hơi nước nó bốc lên, nó làm cho cái piston nó là hay lên, nó tạo ra cái động lực á, cái máy hơi nước. Mà ứng dụng rồi đó là cái tàu, cái xe lửa, cái xe lửa mà mấy vị coi trong phim mà thấy là khói nó lên ngục ngục ngục, ngục lên á, đốt cái động cơ nước á, cho cái nồi xuất ve, cái nồi hơi nước nó bốc hơi, nó tạo cái áp suất mạnh, nó mới đẩy lên cái trục đó, nó quay. Thì khi những cái nước này nó phát triển lên, bắt đầu họ mới chế tạo ra các cái phương tiện, máy luyện kim, bắt đầu là súng. Thì khi đó cái chuyện cởi ngựa bắn cung, đánh kiếm, lại là có mấy cái khiên che rồi chặt đầu này, đâm chém đi thôi, ăn thua gì so với cái súng. Cho nên là một thời gian ngắn thì những cái nước mình thấy nó nhỏ xíu đây này ha, thí dụ như Bồ Đào Nha có lẽ nó bằng chừng 1/5, 1/6 của nước Việt Nam thôi. Thằng Hà Lan nó cũng cỡ chừng 1/7, 1/8 của nước Việt Nam thôi. Mà ở thế kỷ thứ 18, 19 là nó đi khắp cái vùng này, nó chiếm là thuộc địa. Thằng Anh cũng vậy, diện tích của Anh cũng không lớn hơn Việt Nam, chỉ bằng nửa Việt Nam. Có thằng Pháp thì diện tích cũng bự bự hơn chút thôi. Nhưng mà trong thế kỷ thứ 18, 18, 19 thì là 4 cái đế quốc, 5 cái đế quốc: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Anh, gần như nó thống trị trên các cái đại dương. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chủ yếu là qua chiếm cái vùng này dưới thằng Anh. Thằng Anh còn mở rộng thêm tuốt xuống dưới này, các cái đảo ở Thái Bình Dương, nước Úc rồi dưới này. Rồi thằng Nam Phi này, rồi Ấn Độ này. Bồ Đào Nha cũng có chút xíu chỗ này đây, mà cũng qua chiếm cả cái Indonesia chỗ này. Như vậy khi mà cái cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất được các cái nước ở Đông Âu và Tây Âu, họ tận dụng triệt để, họ đẩy nhanh, họ phát triển cái tiềm lực kinh tế, quân sự, quốc phòng, làm cho đất nước họ hùng mạnh, họ trở thành những cái đế quốc đại dương. Họ đi xâm chiếm các cái thuộc địa, và từ xâm chiếm các thuộc địa họ khai thác tài nguyên, họ đem về thì càng làm cho cái kinh tế của nước họ mạnh lên hơn nữa. Khai thác tài nguyên thuộc địa ở các cái nước làm cho kinh tế họ mạnh lên hơn nữa. Và khi mạnh lên hơn nữa thì họ bắt đầu là xâm chiếm trở lại các cái thuộc địa mà trước đây nó trở thành là những cái thuộc địa của các cái đế quốc Hồi giáo. Hồi giáo họ thống trị trên đó. Như vậy chúng ta thấy trong giai đoạn này, ngoài những cái đế quốc đại dương này, nó xuất hiện thêm một cái đế quốc nữa là đế quốc Nga. Đây là đế quốc Thảo Nguyên. Nga lúc đó là nó không có sử dụng hải quân để đi chiếm các vùng này, mà họ chiếm các cái vùng đất nối liền với họ, qua bên chỗ đây là Ukraine rồi nè, Kazakhstan rồi nè, Mông Cổ mấy vùng này, Turkmenia, rồi Azerbaijan, rồi là Kyrgyzstan, rồi là nguyên cái khu này, Nga họ qua cái vùng này, họ quạt qua cái cách này, nó gọi là Nga là một cái thằng đế quốc Thảo Nguyên. Như vậy chúng ta thấy năm một cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, Nga bắt đầu đánh tan cái đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là một cái đế quốc sừng sỏ của Hồi giáo. Nga là đế quốc Thảo Nguyên, đánh qua đây, qua Thổ Nhĩ Kỳ, đánh chiếm cả cái miền Trung Á và tiêu diệt cả cái đế chế Hồi giáo Mông Cổ, vùng này, Mông Cổ đây, Kazakhstan, rồi Afghanistan, rồi Uzbekistan,
rồi là các cái nước như Azerbaijan rồi nguyên khu này là Nga nó chọt qua đây hết, coi như nó siết lại, nó xóa cái thằng đế quốc Hồi giáo Mông Ngô, Mông Cổ nghe. Và đó là cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 19. Cho nên qua thế kỷ 19 là toàn bộ những cái nước thuộc cái đế quốc Hồi giáo Mông Cổ trước đây, đến năm 1917 thì gần như là Nga hoàng ổng thôn tính hết khu này, trên cái phần đất này Nga hoàng. Rồi bắt đầu thế kỷ thứ 19, cuối thế kỷ thứ 18 qua đầu thế kỷ thứ 19, Hà Lan, Hà Lan nước từ đây chút đây qua chiếm cả Mã Lai và chiếm cả Hà Lan, chiếm Indo, Mã Lai, hai cái nước này, nguyên cái cụ này, nguyên cái đỏ đỏ này là dưới cái xanh nè, mấy cái đỏ này là Indonesia nè, rồi Kuala Lumpur là Mã Lai khu này. Mã Lai nó kéo dài, nó cũng hàng ngàn cái đảo. Indonesia là một nước tính có hơn 10.000 cái đảo, nguyên cái cục này lúc đó là Hà Lan, Hà Lan chiếm hết. Rồi cũng đầu thế kỷ thứ 19, Anh bắt đầu vô chiếm Ấn Độ, Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Anh vô chiếm Afghanistan, Nga, Anh chiếm hết cái vùng này. Là trước đó là cũng thuộc cái đế chế của là Mông Cổ xuống đây. Như vậy là cuối thế kỷ 19, Anh chiếm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ai Cập, Sudan luôn. Ai Cập đây, Sudan đây, rồi là Sri Lanka vùng này, tức là vùng này Anh đã chiếm nguyên cái vùng này, qua Ai Cập, qua Sudan vùng này Anh chiếm. Rồi cũng cuối thế kỷ 16, cuối thế kỷ 19, Pháp chiếm Algeria, Tunisia, Maroc. Pháp chiếm ở đây, Maroc, Algeria, vùng này Pháp chiếm, Tunisia, nguyên cái cục này là Pháp chiếm. Ý cũng nhảy vô đầu thế kỷ 20, Ý vô chiếm Libya, nước này Ý vô chiếm đây. Và cũng đầu thế kỷ 20, Anh Pháp kết hợp nhau bắt đầu đi vô trong ruột của cái khu vực Ả Rập, tức là họ chiếm là Palestine, Jordan, Iraq, Syria, Liban. Đây Iraq, Syria, Liban, Libya, Liban, tức là Anh Pháp nhảy vô chiếm vùng này. Duy nhất chỉ còn lại một nước, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Còn nước này, còn như đây là Anh Pháp, dưới này là Hà Lan, dưới này là Anh, tức là nó chia nhau ra chiếm hết. Như vậy chỉ trong thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, hai thế kỷ, tức là không tới hai thế kỷ, cuối thế kỷ 18 lận, cuối thế kỷ thứ 18 qua thế kỷ thứ 19, tức là trên dưới hơn một thế kỷ, qua đầu thế kỷ 20, thì gần như toàn bộ các cái đế chế Hồi giáo bị sụp đổ hoàn toàn. Nó đã trở thành thuộc địa của Nga, của Hà Lan, của Anh, của Pháp, của Ý, của Tây Ban Nha, của Bồ Đào Nha. Qua thế kỷ thứ 20 rồi thì gần như chỉ còn duy nhất một cái nước, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Còn tất cả các quốc gia Hồi giáo trước đây là thuộc địa của thực dân châu Âu,
đều trở thành là thuộc địa của thực dân của châu Âu hết. Như vậy, chúng ta thấy, nhìn lại lịch sử bành trướng và phát triển của đạo Hồi, nó luôn gắn liền với chiến tranh và bạo lực. Có thể là một cái kết luận đó. Lịch sử phát triển bành trướng của đạo Hồi, nó gắn liền với chiến tranh và bạo lực. Đạo Hồi là một cái tôn giáo nổi tiếng là phát triển dưới cái lưỡi gươm. Có thể nói là một tôn giáo quân phiệt, xây dựng một cái đức tin hung bạo. Mà những thế kỷ trước là cái cơ sở để cho sự phát triển của đạo Hồi. Và đến qua thế kỷ thứ 19-20, thế giới đạo Hồi bị phương Tây dồn vào cái tình thế suy kiệt về mọi mặt. Chính vì vậy, hồi tưởng lại cái thời kỳ huy hoàng phát triển, hoài niệm lại thời kỳ huy hoàng phát triển đó, thì không còn con đường nào. Một cái chủ nghĩa khác nó ra đời, đó là chủ nghĩa khủng bố. Những cái người có những cái tham vọng đó, người ta xây dựng những cái hệ tư tưởng để nhằm kích vào những cái tầng lớp trẻ của Hồi giáo, những cái thế hệ trẻ sau này, họ thấy rằng đã có một cái thời huy hoàng, cái hệ tín ngưỡng của họ ở khắp cái lục địa Âu Á, mà bây giờ bị suy tàn bởi những cái thế lực của cái phương Tây. Cho nên đối với họ, thì để mà hồi tưởng lại cái huy hoàng đó, để mơ về cái quá khứ đó, họ kích vô những cái người trẻ để sẵn sàng xả thân, để có thể là kỳ vọng lại cái thời hoàng kim đó. Chính vì vậy mà chủ nghĩa khủng bố trong Hồi giáo xuất hiện. Đó là cái phần thứ hai. Chúng ta qua cái phần cuối là phần thứ ba. Đó là, thật ra cái phần này tôi đọc tôi thấy người ta dùng cái từ cũng hay lắm. Thôi mình không có dùng lại cái đó này, nó cũng ta dùng là Trung Đông liệt quốc. Trung Đông liệt quốc. Thực trạng hiện tại ở Trung Đông. Có ba ý. Nguyên nhân các tranh chấp và nhận định nó sẽ đi tới đâu. Nguyên nhân các cái tranh chấp thứ nhất là nguyên nhân trong cái sách của ông Nguyễn Hiến Lê, nhà sử học Nguyễn Hiến Lê. Ông này cũng chết năm 80 mấy, hiện nay cái mộ chôn như một cái chùa ở dưới Sa Đéc. Ông Nguyễn Lê nào có một ông có người em ruột nó dính vô cái chỗ Hòa Hảo. Khi mà tôi dạy tới Hòa Hảo tôi sẽ nói cái chỗ đó. Ông Nguyễn Lê từ những năm 60 ông đã viết, ông đã nhận định. Và cái diễn biến hiện nay người ta đánh giá là ông Nguyễn Lê nhận định đúng. Như là cái thời, ông nói là như thời Đông Chu Liệt Quốc bên Tàu. Các nước nhỏ tranh hùng với nhau. Cho nên nước này muốn triệt, muốn diệt nước kia. Kéo dài là hàng nhiều thế kỷ. Ở thế kỷ thứ 20 này, thế kỷ thứ 20 qua thế kỷ thứ 21 này, thì là chúng ta thấy
nó cũng xuất hiện như vậy. Những cái nước lớn nó muốn áp đặt lên những cái nước nhỏ, rồi bản thân những nước nhỏ nó cũng không phải là thuần với nhau, vì những nước lớn đó sẽ sử dụng các cái nước nhỏ để mà đánh lẫn nhau, thông tính lẫn nhau, để mà những cái nước lớn họ chi phối. Chúng ta thấy Trung Đông thì nằm trong cái vùng, Trung Đông là nằm trong cái vùng của đế chế Ottoman. Đây Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ là Ottoman đây, Trung Đông vùng này. Trung Đông là vùng của đế chế Ottoman. Và đệ nhất thế chiến, các cái cường quốc của châu Âu đã chiếm gần hết cái thuộc địa của Ottoman. Qua cái đệ nhất thế chiến 14-18. Qua cái đệ nhị thế chiến thì các cái cường quốc cũng bắt đầu, cũng tiếp tục chiếm đóng, hoặc dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác, cũng trao trả độc lập, rồi là cũng là chi phối, đặc biệt là ở các cái nước mà trước đây là thuộc địa của các cái đế quốc Anh, đế quốc Pháp, đế quốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đó. Thí dụ như Việt Nam chúng ta, thí dụ như Lào, Campuchia, thí dụ như Indonesia, Malaysia, thí dụ như Ấn Độ, rồi các cái nước ở châu Phi như là Tunisia, như là Maroc, như là Libya, Syria, Iran, Iraq, vân vân. Thì sau đệ nhị thế chiến thì phần lớn là các cái đế quốc trao trả độc lập với cái sự chi phối của cái đế quốc trước đó, thông tính cái nước đó. Và đặc biệt quý vị chú ý, sau đệ nhị thế chiến thì bắt đầu xuất hiện một cái việc, đó là xuất hiện của cái nhà nước Israel. Đây rất là nhỏ cái chỗ chấm đỏ này. Cái nước Israel á, Israel đây, thậm chí là nó nhỏ chắc cũng cỡ chừng cái đảo Phú Quốc chứ không gì, lớn hơn chút đỉnh vậy đó, nhỏ lắm. Nhưng mà đó là một cái quốc gia mà sau đi về thế chiến mới xuất hiện, với cái sự bảo trợ của Mỹ, Pháp, Anh là chính. Bởi vì sau đệ nhị thế chiến là 50 nước cường quốc mà thắng trận là có quyền quyết định đó, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga. Thì dưới cái áp lực của Mỹ, Pháp, Anh là hình thành trở lại cái nhà nước Israel ngay cái góc biển Địa Trung Hải này, nó giáp với Jordani, nó giáp với Syria, nó giáp với Liban. Ở đây chút xíu chỗ này đây, để phục hồi lại cái quốc gia Do Thái mà trước đó đã bị xóa mất. Và bắt đầu Mỹ xây dựng đây là một cái tiền đồn để mà xâm nhập vô cả cái vùng này. Và khi họ quyết định là lập cái nhà nước Israel, nhà nước Do Thái đó, thì họ cắt một cái phần đất của Palestine để họ lập một cái nước Israel. Mà giáp đó là cái vùng mà trong Kinh Thánh nói là cái nơi nơi Chúa sinh ra đời, nơi Chúa sinh ra đời. Chứ còn là nơi Chúa sinh ra đời mà trước đây cái vùng này ta nói là từ cái thời là Đức Chúa Trời sai một cái thiên sứ xuống để mà là trao truyền lại cái quyền mà ban phát lãnh đạo cái tôn giáo cho trần gian này, cho dân tộc Do Thái ở đây, ở vùng này. Còn khi mà ông Mohammed thì ông xuất hiện là ở cái vùng này đó, vùng này là Ả Rập Xê Út, ở thành phố Mecca ở đây là ông về xuống ở đây. Chúa Giê-xu cũng xuất hiện ở vùng này. Thì từ đó hiện nay chúng ta thấy nó xuất hiện ba cái thế lực, và từ ba cái thế lực đó
nó ảnh hưởng tới ba cái vấn đề mâu thuẫn. Xuất hiện ba cái thế lực. Ba thế lực. Một là thế lực Israel. Thế lực Israel đằng sau lưng nó là ai? Là Mỹ và các nước phương Tây. Cái thế lực thứ hai là khối các cái nước Ả Rập. Khối các cái nước Ả Rập. Và cái thế lực thứ ba nè, là các cái nước kình địch với cái Mỹ. Các cái nước mà có mâu thuẫn quyền lợi Mỹ, mâu thuẫn quyền lợi với Mỹ. Như là trước đây là Liên Xô, bây giờ là Nga. Như là Trung Quốc. Như vậy, ở ngay cái vùng này, hiện nay cái áp lực lên trên đó cả ba cái thế lực chính trị. Các cái nước Ả Rập mà trong đó tiêu biểu nhất, quý vị để ý cho một cái nước đó là cái vùng Palestine đó. Vì nước này là nó trực diện với này. Thế thì chúng ta thấy là từ đó nó dẫn tới, chúng ta thấy là các cái mâu thuẫn từ ba thế lực này, nó dẫn tới ba cái các cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất mà nó đụng nhau nảy lửa ra đó, là mâu thuẫn giữa Israel và Palestine. Cái mâu thuẫn thứ hai đó là cái mâu thuẫn giữa cái đạo, giữa hai cái phái, giữa hai cái nhóm nước, là nhóm theo Sunni và nhóm theo Sikh. Các nước theo cái Sunni, các nước Sikh. Và cái mâu thuẫn thứ ba nó xuất hiện trong chỗ này nữa, đó là trong một nước thôi mà hai cái phái Sunni và phái Sikh. Tôi nói thí dụ này, các bạn thấy trước khi mà Saddam Hussein bị giết á, hay là trước khi đại tá Gaddafi bị giết đó, hay là trước khi cái ông tổng thống Ai Cập tên gì quên rồi, Mubarak bị lật đổ, đó là cái sự đấu đá của hai cái phái trong cái nước đó. Thí dụ Saddam Hussein làm tổng thống của cái nước Iraq, Saddam Hussein thì theo cái phái Sunni. Phái Sunni chỉ chiếm có 20% dân số của cái dân Iraq. Iraq nó hơn mấy triệu dân. Mà nó có 20% là tức là có 4-5 triệu người theo cái dòng Sunni. Nhưng mà lại nắm quyền. Cho nên là Saddam Hussein trong nước cũng ra tay
đàn áp cái phái Sikh. Thành ra cái phái Sikh nó phải chống lại, nó chống lại thì nó phải dựa vô cái thế lực bên ngoài. Nó dựa vô ai? Dựa cho Iraq. Iraq là một cái nhà nước do cái phái Sikh nắm. Bản thân Iraq, bản thân Iran với Iran, bản thân Iran là một cái nước theo phái Sikh, nhưng mà trong Iran thì 80% là dân theo phái Sikh, 20% là dân theo Sunni. Nhưng mà cái phái đa số lại lãnh đạo. Cho nên là cái phái mà Sikh thiểu số ở bên Iraq á, họ phải cầu viện bên Iran để mà họ chống lại. Cho nên là cái mâu thuẫn giữa Sunni và trong một nước đây là ba cái mâu thuẫn, ba cái thế lực, ba cái mâu thuẫn. Như tôi nói nãy, hiện nay là cái người mà chỗ dựa cho cái phái Sikh là Iran đây. Hiện nay cái chỗ dựa cho cái phái Sunni là đây, Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út thì là thân với Mỹ, thân với châu Âu. Thằng Nga nó bị Mỹ cũng cấm vận, cũng là đủ thứ với nó, cho nên là Nga nó chọt vô chỗ này. Thằng Iran hiện nay dựa vô Nga. Cái thằng cha tổng thống Anbar Assad của cái Libya mà mình thấy đánh y xèo từ hôm nay, rồi người tị nạn rồi chạy qua bên kia là tổng thống Anbar Assad của Syria đó, là gần đây, thì cha này cũng theo cái hệ phái Sikh, cũng dựa vô Nga cũng chọt vô đây, bởi vì nào cũng muốn giành phần thắng, muốn thắng là mình quýnh nó không nổi thì kiếm một chỗ khác mình dựa vô. Dựa vô thì phải dựa kẻ thù của cái thằng này. Cho nên là hiện nay ở cái nguyên cái vùng đất này thôi mà tất cả các cái thế giới nó đều trâu vô đây hết. Lý do không phải là tôn giáo. Lý do là gì quý vị? Dầu quả. Lý do là dầu quả. Vì khi cuộc khoa cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhì đó, nó phát minh ra cái điện. Thì điện, lúc đó người ta chưa làm được điện năng lượng mặt trời, điện gì đó. Điện phải do cái động cơ nó tạo ra điện. Mà để mà cho cái máy nổ nó chạy, đốt củi, đốt than, nó cũng là hạn chế. Người ta mới phát hiện ra khai thác là dầu, là cái nhiên liệu coi như là cái nhiên liệu hóa thạch. Thì chính cái đó nó đã tạo một cái chuyển động rất là mạnh trên thế giới hiện nay. Cái năng lượng người ta sử dụng cho các cái công nghiệp phát triển là chủ yếu bằng hai cái năng lượng chính, một là dầu, hai là gì quý vị? Phải nghiên cứu hay đấy này. Hay là gì? Rất là nguy hiểm. Năng lượng nguyên tử. Nhưng mà năng lượng nguyên tử là nó không an toàn. Đó. Qua cái động đất, cái sóng thần ở Nhật là thấy rồi. Thậm chí bây giờ một số nước châu Âu là dân người ta biểu tình, người ta yêu cầu các cái quốc gia họ là ngưng dẹp các cái nhà máy điện nguyên tử. Việt Nam mình còn tính đặt cái nhà máy nguyên tử ở cái vùng Bình Thuận, Ninh Thuận. Thật ra tôi nói chuyện thật, không phải nói chơi. Bình Thuận, Ninh Thuận á.
Thành thử ra khi đó thì quý vị thấy dầu quả nó nằm ở khu vực này, khu vực này, thậm chí nó ở dưới biển, thậm chí nó ở trên sa mạc, nguyên khu vực này. Mà dầu mỏ đâu phải như là cục kim cương bỏ túi quần đây bay qua bên Mỹ được, phải vận chuyển một khối lượng lớn, vận chuyển tàu qua cái biển Địa Trung Hải qua đây, lên bên đây, lên châu Âu, qua đây băng qua bên châu Á, hoặc là từ Iran phải qua cái eo biển này ra cái biển Ả Rập thì mới đi về bên đây được. Hiện nay từ đây mà đi vòng qua đây thì nó rất là xa, mà qua cái Đại Tây Dương rất là nguy hiểm, mà từ đây vòng qua đây nữa thì cũng rất là xa, từ đây mà vòng qua đây rồi qua bên đây chỗ Mỹ đây rất là xa, cho nên người ta mới sử dụng cái kinh đào. Thấy chưa? Kinh đào ở đây, kinh đào gì quý vị? Hả? Panama là nó nằm ở đây, giữa cái eo của cái châu Mỹ nè, giữa Bắc Mỹ với Nam Mỹ nè, Panama là đây. Kinh đào đây, kinh đào gì? Kinh đào Suez, qua cái nước Ai Cập, đây. Nó xẻo ngang một chút xíu chỗ này, từ cái biển đỏ nè, từ cái biển Ả Rập nó vô đây nó qua cái vùng này, nó qua Địa Trung Hải, nó qua châu liền. Thay vì nó phải đường này nó không dám đi, bởi vì cái biển này là biển dữ, nó không đi, nó phải đi cái đường này, đi đường này nó vòng qua mấy này, nó qua đây. Cho nên hiện nay là gần như toàn bộ dầu hỏa từ cái khu vực này khai thác nó đều phải đi qua cái biển Ả Rập, nó đi qua cái biển đỏ. Cho nên nó để thằng Israel ngay chỗ này, nó gác đường. Thấy chưa? Thì nó mới băng qua đây được, qua Địa Trung Hải, qua Địa Trung Hải qua đây là Hy Lạp nè, Ý nè, thấy không? Rồi là Pháp nè, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, lên là Hà Lan, lên Anh trên này, thấy không? Nó phải đi đường đó. Vì vậy là tất cả các nước đó đều quyết là phải chi phối cái chỗ này. Chi phối chỗ này. Chính vì vậy, chừng nào chỗ này nó cạn dầu, chừng nào trên cái trái đất này có cái thứ gì đó, thí dụ là lấy nước biển mà đưa vô là đốt cháy được á, thì cái vùng này nó mới hết. Chứ khi nào, khi nào đây còn dầu, khi nào nhu cầu phát triển kinh tế còn cần tới cái loại nhiên liệu này thì là muôn thở này. Không cách này là cách khác. Không nào muốn buộc. Không nào muốn buộc. Như vậy bây giờ từ đó nó dẫn tới các cái tranh chấp. Bây giờ tới cái ý cuối cùng là cái nhận định của mình nó làm sao. Đây là những cái có tính chất chủ quan, cũng mong quý vị là tham khảo rồi nghiên cứu đọc thêm, chưa chắc cái tôi nói nó đã đúng. Như trình bày ở trên thì chúng ta thấy rằng là các cái nước Ả Rập, cái khu này nó bị các cái thế lực, bị các cái tạo các cái mâu thuẫn, nó xuất phát từ những cái việc như trình bày đó. Thế thì cái mà hiện nay nó nổi bật nhất của cái sự xung đột ở đây là cái gì? Nó biểu hiện ra ngoài là cái gì? Đó là cái mâu thuẫn Ả Rập với Israel, mà chủ yếu là hai cái nước. Palestine bây giờ họ không có đất. Họ muốn yêu cầu là phải là cắt cái phần này để họ thành lập cái nhà nước Palestine. Thằng Israel thì nó nói không, giờ không công nhận nhà nước Palestine. Có Do Thái là không có Palestine. Mỹ thì cũng yêu cầu là nên ngồi lại để có hai cái nhà nước này nó cùng tồn tại độc lập. Nhưng mà hiện nay nó là như vậy. Cho nên cái mâu thuẫn mình thấy trực tiếp
là giữa Israel và Palestine. Nha. Mà mình thấy trên truyền hình nó cứ đánh đá nhau, bỏ bom rồi qua đó. Cái băn khoăn thứ hai. Như vậy cái thứ nhất đó là cái mâu thuẫn, cái tranh chấp giữa Ả Rập với Israel. Nhưng mà cái thứ hai nó không thấy rõ, nhưng mà nó mới là cái căn bản cho cái sự là và lâu dài cho cái sự là biến động ở đây. Đó là Sunni với Sikh. Đó là cái vai trò của Iran. Iran sẽ là thủ lĩnh của phái Sikh. Vì vậy chúng ta thấy trước khi Obama từ nhiệm năm 2016 đó, trước đó Obama đã làm một số các việc, trong đó có một cái việc là đạt tới một cái thỏa thuận là bỏ cái cấm vận đối với Iran, nhớ chưa? Khoảng tháng 9, tháng 10 thì năm 2016 đổi lại là Iran hạn chế cái sự làm giàu cái uranium để có thể là làm cái bom nguyên tử. Thấy chưa? Chặt cho tới ngày nay. Thì khi Obama mà ký đạt cái thỏa thuận đó là bản thân các cái nước Ả Rập này và Israel này nó chống. Bởi vì các nước Ả Rập còn lại như là đây nè, Ai Cập, Libya, Algeria, rồi Ả Rập Xê Út, rồi cái nọ đó, rồi Iraq nữa nè. Tất cả những cái khối này nó rất là ngại thằng Iran. Bởi vì Iran là đứng đầu của cái nhóm Sikh. Mà như tôi nói nãy, cả Iran, cả Sikh lẫn Sunni có thể là hòa quảng với Kitô giáo, có thể là hòa quảng với là Do Thái giáo, nhưng mà đối nghịch Sikh tiêu diệt Sunni, Sunni tiêu diệt Sikh. Bắt hai người kia thì có thể tha, nhưng mà bắt này là giết chứ không có tha. Tới cái mức vậy. Cho nên khi Mỹ bỏ cái cấm vận Iran thì cái nhóm này nó rất là sợ. Rất là sợ. Thí dụ hiện nay quý vị thấy cái Yemen nè, rồi cái nước Oman nè, Yemen nó có Bắc Yemen, có Nam Yemen. Trước này nó cũng chia hai miền, giờ nó nhập lại rồi. Thì Yemen hiện nay là cái nhà nước chính á là Sunni. Nhưng mà cái nhà nước vừa nổi dậy đánh lại cái nhà nước chính á là Sikh, là Iran nhúng vô cái Yemen chỗ này. Cho nên là nó rất 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 là sợ đó. Cho nên nói vậy chứ là cái mối bận tâm lớn nhất của cái khu vực này không phải là cái nước Palestine với Do Thái là cái chuyện mình thấy nó rõ ràng vậy, nhưng mà nó không phải tiềm ẩn một cái sâu đậm mà nặng nề mà lâu dài. Mà sâu đậm nặng nề lâu dài đó là Sikh với Sunni. Đó là sự phát triển của Iran. Người mà chống đối là nhiều nhất đó là Ả Rập Xê Út. Này đây, Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út, nước rất là lớn thấy không? Là một như nước giàu có nhất vùng này. Vì hiện nay để trở thành cái vai trò là lãnh đạo, cho nên là Iran gần như là họ bảo trợ cho tất cả các cái phái thiểu số dòng Sikh ở các cái nước ngoài Iran. Coi như họ là anh cả. Rồi. Như vậy chúng ta có một cái nhận định là từ cái diễn biến đó mà chúng ta có nhận định là chừng nào còn có những cái lợi ích của các cái cường quốc trên thế giới ở đây thì khi đó vùng này cũng chưa thể nào yên ổn.
Rồi, qua cái nhận định thứ hai để chúng ta kết thúc. IS IS họ tự xưng là một cái nhà nước Hồi giáo chánh thống. Ở vùng nào? Đây quý vị, nó là một cái phần của Syria đây, và một cái phần ở phía bắc Iraq ở đây. Đây phần này, tức là nó vừa giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, nó vừa giáp với Syria, nó vừa giáp với Iraq. Đây, vùng này đây. Thành phố Aleppo là đất của Syria, thành phố Mosul là đất của Iraq. Hai cái khúc này đây nè, hai khúc này đó, là lực lượng Hồi giáo mà hiện nay chúng ta biết qua phương tiện thông tin đó, là họ tuyên bố họ thành lập cái nhà nước Hồi giáo IS là ở cái vùng đó, trên hai cái diện tích đất, một phần của Libya, một phần của Syria và một phần của Iraq. Thế thì cái lực lượng này là nó từ đâu và nó theo cái dòng nào và ai nuôi nó mà tại sao nó xuất hiện vậy? Mà tại sao nó có giống vậy mà cả Mỹ, cả Nga, cả cái lực lượng trên thế giới này nó mạnh là cực kỳ mạnh mà nó diệt không được. Không phải không diệt được, vì nó đụng tới cái quyền lợi của các cái thế lực ở đây hết. Rồi tôi nói vô gắn tắt cái này. Khi Mỹ giúp cho lực lượng Iraq lật đổ chế độ Saddam Hussein, Mỹ xây dựng một cái nhà nước Iraq thân Mỹ. Nga chọt vô Iran để xây dựng một cái nhà nước thân Nga, Iran. Nga để kẹp Iraq, cho nên Nga chọt vô cái nhà nước Syria để xây dựng một cái nhà nước Syria thân Nga. Thế thì Mỹ lúc đó là sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của cái cộng đồng châu Âu và sử dụng cái lực lượng Iraq mà Mỹ mới dựng lên để đánh đuổi Saddam Hussein. Để lập ra một cái lực lượng gọi là lực lượng nổi dậy để đánh cái nhà nước của Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Đánh chiếm gần hết luôn. Khi đánh vậy thì thằng Nga nó đâu có để, nó nhảy vô, nó đưa vô võ khí can thiệp các việc, nó đánh lại cầm cự, đánh lại, và hiện nay Bashar al-Assad vẫn là tổng thống. Nó bắt đầu nó tìm cách nó chi phối vô Iraq, thì khi đó bên này Obama bị áp lực phải rút quân khỏi Iraq. Khi Obama rút quân khỏi Iraq thì cái lực lượng mà thân Saddam Hussein trước đây á, họ nổi dậy, họ đánh Iraq. Họ đánh Iraq, họ dựa vô một cái lực lượng gọi là lực lượng người Quốc, là giáp ranh giữa Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng người Quốc như lực lượng dân tộc thiểu số mình đây đó, thì họ cũng muốn nổi dậy, họ đòi giành độc lập giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu Mỹ thấy rằng là Nga nhảy vô Syria, cho nên là Mỹ mới chi phối cái lực lượng người Quốc này và lực lượng nổi dậy của Syria để đánh Bashar al-Assad. Và cái lực lượng của Saddam Hussein trước đây bị Mỹ diệt á, nhưng mà giờ Mỹ cũng sử dụng. Mỹ sử dụng. Thế thì lực lượng của IS hiện nay là nó xuất hiện từ trong các lực lượng đó. Thì khi vô đây thì họ phải sử dụng những cái người dân tộc ở những cái làng, ở những cái vùng. Ở trên này nó rất nhiều cái dân tộc khác nhau. Thì họ sử dụng cái lực lượng đó để mà, chứ Mỹ không đưa quân vô nữa. Họ sử dụng lực đó để mà đánh dẹp cái lực lượng mà thân Nga.
khi cái lực lượng đó nó phát triển lên, nó phát triển lên dưới cái sự huấn luyện và tài trợ võ khí của Mỹ, nó mạnh lên, nó đánh vô cái Syria, đánh vô cái Syria, nó đánh vô luôn cái vùng West trên mà lực lượng chống đối Iraq thân Mỹ đó, đánh vô luôn, nó chiếm một cái vùng đất tính ra bự gần bằng cái nước Việt Nam, thậm chí hơn. Mà vùng này là cái vùng các cái mỏ dầu rất là lớn. Và khi nó chiếm rồi, nó tuyên bố là không có theo thằng Mỹ, không có theo thằng Nga. Tụi tao là Hồi giáo chánh thống. Mấy người kia nào là cũng là tôi tớ cho Nga, cho Mỹ. Tụi tao mới là chánh thống. Và phát động, tụi tao mới trở về cái thời kỳ huy hoàng của cái Hồi giáo. Và phát động kích lên những cái tham vọng của những cái thế hệ trẻ mà đạo Hồi mà hiện nay là lưu dân đi khắp nơi từ châu Âu, châu Phi cho tới qua châu Mỹ. Cho nên quý vị để ý trong cái lực lượng mà tham gia IS thánh chiến đánh bom rồi đó, có cả người quốc tịch Pháp, quốc tịch Anh, quốc tịch Đức, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada, quốc tịch Úc. Là con em của những người Hồi giáo trước đây. Vì trước đây Hồi giáo ở khắp các nơi mà. Mà đó là những thanh niên trẻ, thậm chí mình thấy có những người là bác sĩ, những người là luật sư, những người là có học vấn. Thông qua các cái mạng xã hội, họ tuyển dụng, họ tìm mọi cách đi lên đó để họ chiến đấu cho cái lý tưởng của Hồi giáo. Thế thì quý vị thấy một số cái bọn trên truyền hình á, khi mà giới thiệu rồi phát mấy cái đoạn mà quân IS rồi trùm cái mặt á, có cái cờ đen mà xe chạy toàn là xe Mỹ không, thấy không? Toàn là xe Mỹ, xe Toyota của Nhật không? Súng ống toàn là loại quả tiễn mà nó cầm bắn, toàn là súng Mỹ không? Và khi đó họ lấy dầu đó, nó ảnh hưởng cả thế giới. Dầu đang bán 100 đô la một thùng, họ moi dầu lên, họ bán 90, con buôn mà cái nào có lợi thôi. Bên kia xuống 90, nó xuống 80, kia xuống 80, xuống 70, kia xuống 70, xuống 60, xuống 50, xuống 40, từ 140 thùng nó xuống có lúc còn 40 đô la một thùng. Nguyên thỉnh đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.